Hello mọi người, xin chào mọi người, chào cô chú. Mình bữa nay mình đi làm về sớm, kệ nóng quá, muốn làm đi làm về sớm, hèn chi ghé mua bánh mì ba lệ là bánh mì Mr. Baguette á, kệ mình ghiền bánh mì, và bánh mì Việt Nam á, bánh mì dài dài á, Mr. Baguette thì dài với tươi. Như giòn lâu lâu ăn một lần cũng như là một tháng ăn một lần đó mọi người. Show mọi người ha. Ở đây nè mọi người, ở đây là bánh mì của Mỹ và Việt Nam nè, thấy không? Ở Cali nó bán cái này đặc biệt ha, trong nó có chả, rồi có bacon, có rau đó, thấy không? Có đồ chua đó, bánh mì Mr. Baguette nè mọi người, đó thấy không? Nó dài. Đó. Rồi mà mình mua ba ổ thì hy vọng mọi người với cô chú ăn chung với mình ha. Mình đang mới về ghé ở dưới lốt Rosemead đường Valley á, mua bốn ổ bánh mì, ba ổ chả với một ổ đặc biệt. Một ổ đặc biệt là mọi người, thấy không? Đặc biệt đó, thấy không? Thấy không? Cái này có chả với có bacon ở trong đó đó, thì nó cho một bao ớt, cho bao ớt thì ba ổ chả này để cho thấy không, ba ổ chả để chậm nó ăn đó. Bây giờ mọi người ăn chung với mình ha, với cô chú ăn chung với mình ha. Cái này ăn chưa, kệ mình đói quá rồi, chưa ăn gì hết thì đi giờ mua ba ổ bánh mì, bốn ổ chứ. Ở Mr. Baguette nó có bốn cái nhà hàng ở đây, Lot 2 cái với Santana 2 cái đó. Nó có Mr. Baguette á, là có bốn cái nhà hàng, hai cái ở dưới quận Cam với hai cái ở dưới đây, ở dưới một cái là Munchie Park với một cái là Rosemead. Thì mình đang hứng bánh mì á mọi người, mình ghiền bánh mì. Thì bữa nay là hôm qua là ngày sinh nhật của mình. Mình uống bia chút, mình uống đã rồi. Thì bữa nay bắt đầu trở lại năm mới. Hy vọng năm này mình kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền hơn. Thì năm ngoái tệ quá. Thì mình không có kiếm được tiền mà bây giờ mà hy vọng mọi người ăn chung với mình ha. Đây có cái dĩa hai ổ mình cắt ra nè, thấy không mọi người, cắt ra nè, thấy không? Đó. Đang đói mọi người ơi, bỏ ớt đây luôn. Giờ mình lấy cái nè, lấy bánh mì á, mình bỏ ớt vô, bỏ chút ớt vô, đừng có bỏ nhiều quá. Để mình ăn chút cay rồi mọi người ơi, ăn chút cay rồi mình không ăn cay nhiều. Thấy không, bỏ ớt vô nè. Đó, hấp dẫn mọi người. Thấy không? Đó, hấp dẫn ha. Mời mọi người và cô chú ăn trưa với mình ha. Bữa nay là thứ ba, cỡn 1 giờ trưa ở bên Mỹ, là sống Mỹ. Ha, mời mọi người ha. Mời cô chú, mời anh em, với mời chị em với anh chị. Mời. Đang đói ha, mình ăn trước ha. Hy vọng cô chú, anh chị thích cái video này ha. Dạ, cảm ơn. Nó có cái cũng như cái bacon vậy á, thịt heo á. Trong nó, mình cắn nó giòn giòn, mình chín rồi. Thịt heo mà nó giòn giòn á, nó có gân á, với chả nữa, có cà rốt, có ngò. Ở Mr. Baguette á, nó không có bỏ mayonnaise, rồi nó không có bỏ xì dầu vô, nó làm kiểu nó. Cái này có ba tê nữa đó, em bỏ xem ớt vô.
cắn cái á, cái mì nó giòn, nó béo. Cái mì này Mr. Baguette nó làm ngay chỗ nó luôn, nó có máy á, nó có lò á, nó làm bánh mì cho nó luôn, tươi luôn. Mà bây giờ lên 1 đồng rồi, bây giờ 7 đồng mà 80 mấy sen á, giờ lên 1 đồng, hồi trước có 6 đồng mấy à, giờ lên tới 1 đồng, 7 đồng 80 mấy sen. Cái gì cũng lên giá mọi người. Mì ngon, ăn quen à. Nước lạnh, đá lạnh. Đá lạnh. Đã quá. Ở bên Cali đi giờ ở ngoài đó là 90 độ mà mọi người. Bữa nay nóng. Nóng lắm. Bởi vậy nóng quá rồi đi làm không có hứng á, đi về. Mời mọi người ha, ăn chung mình ha, cắn cái coi coi. Cái chả nó tươi, nó béo. Đồ chung á, bữa nay cà rớt á thì cũng chua gì mấy, có ngò, có ba te thôi à. Bánh mì thì nó tươi, nó giòn. Bánh mì này là ở chỗ đó nó có lò nó nấu luôn á, thì một ổ là 7 đồng 80 mấy sen nữa, mua 4 ổ 30 đồng. Ăn mấy này nó dễ ăn mọi người. Bây giờ này ăn phở đi, muốn nãy giờ tính đi ăn phở á mà nóng quá. Bữa nay trời nóng, ngày mai trời nóng nữa, hàng chi không làm biếng ghé vô nhà hàng phở á, thà kệ mua mấy ổ bánh mì về đớp đó. Bánh mì về đớp ăn ngon hơn ở nhà. Ngon, nó béo, bò tê ngon. Bánh mì này nó nằm ở trên đường Valley với cái between Warner Grove với Rosemead á, between á, nó nằm trên Valley, thành phố Rosemead. Ở đây nè, nó có địa chỉ nè. Yeah, the 8702 Valley Boulevard, Rosemead 91770. Số điện thoại của nó là 626-288 9166. Đó, cái đó là nằm trên Valley. Nếu mà mọi người muốn thử bánh mì baguette này, Mr. Baguette á, thì mọi người lại đó mua cho gia đình ăn, hoặc là mua cho mọi người ăn. Rồi nếu mà mua xong á thì nói cái mấy người đó là Andy Ngô giới thiệu nha. Andy Ngô kể người ta biết mình á, chủ người ta biết mình á. Mời mọi người ha. Đói quá. Ăn bánh mì nữa. Mình là Việt Nam, mình thích ăn bánh mì. Ăn mình nó dễ ăn, rồi nó không có nóng nữa phải không? Nó rẻ nữa. 7 đồng đi ở lên tới 7 đồng 80 mấy sen. Cũng được, cũng rẻ ăn bánh mì Mỹ Subway. Rồi cái tiệm bánh mì Bá Lệ á có 6 đồng mấy à, 6 đồng 60 sen nè. Và cái này đó 7 đồng 80 mấy sen nữa. Bánh mì Bá Lệ ở dưới ở Hem và đường Ba Lì với Atlantic á, 6 đồng mấy. Mà nó ăn vô nó đậm đà, nó mặn, nó không có lạt, nó không có mặn, nó cũng như nó đậm đà, nó hơn cái vừa ăn chút xíu. Mà ở đây á thì nó vừa ăn mình cũng lơ lạc á. Mấy người Việt Nam mình mà lớn tuổi mà không có có bệnh á
ăn ăn bánh mì Mr. Baguette này có lý hơn nè, cũng như là Mr. Baguette nè mọi người, đó Mr. Baguette nè, thấy không? Thì người Việt Nam mình mà lớn tuổi á thì ăn ở đây thì nó không có mặn, nó vừa ăn nó lạt lạt chút, và có bà tê vô thì nó béo, nó có thịt, nó có cà rốt, nó có ngò, thấy không? Nó giòn, bánh mì nó mỏng, rồi nó dài á, phải không? Nó dài không phải như bánh mì thường ở chỗ Bảo Lệ á. Bánh mì thường là không phải bánh mì Pháp nha. Cái này bánh mì Pháp, chỗ khác thì bánh mì thường nhỏ hơn, mà cái này nó dài, nó ốm, nó mỏng, nó mắc hơn đồng, kệ nó đi. Ngon, béo. Giờ Cali tệ lắm mọi người ạ. Ở trong bán xe nó đuổi quá số người quá tệ. Bây giờ cái vụ dịch á, tinh tế đi về đằng xuống nữa, đi làm á, 9 giờ đến 5 giờ là kiếm đủ ăn, hèn chị mình mới đi về á mọi người. Mình ở lại cái dealership thì cũng không có benefit gì hết, không có dụng gì hết, ở lại đó đi vòng vòng chán quá, buồn quá. Kệ, mua 4 ổ mì từ từ ăn tối nay. Có ba chục à, ba mấy đồng à, 4 ổ. Mọi người ăn cơm chưa? Hy vọng mọi người ủng hộ mình cái video clip này ha. Bữa nay thứ ba ở dưới lot bên Mỹ. Nếu mà mọi người coi cái video này mà cái video mình nó nâng cấp á, mọi người ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ á, là subscribe nha. Bấm cái chữ đỏ subscribe để mình có một điểm bữa nay. Rồi với share cái video của mình cho bạn mọi người coi, hoặc là gia đình của mọi người coi ha. Mọi người ủng hộ mình ha, nhớ bấm chữ đỏ á, nên nó kêu bằng subscribe á nha. Ủng hộ mình một điểm bữa nay ha mọi người. Mình cần 1.000 người mà mình làm một năm mấy rồi không có hay, mình không có hay với người ta. Hy vọng mọi người thông cảm giùm nha, ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe nha. Cảm ơn mọi người. Bánh mì nó thật ngon, 1/10 á, mình chấm cái điểm này á, nó hơn 9 rồi mọi người. 1/10, 1 là dở nhất, 10 là hay nhất, ngon nhất. Cái này nó chín á, số 9 á, vậy nó béo, cái pate nó ngon, với bánh mì nó dài, bánh mì nó tươi, là Mr. Baguette, nó kêu bằng Mr. Baguette là bánh mì không phải là bánh mì thường. Cái này là nó chế bánh mì, nó trong đó nó có cái máy á, nó nấu luôn, nó vô lò luôn. Thành chỉ nó dài, nó mỏng, nó giòn. Tự làm á, biết không? Mình cũng thích ăn bánh mì chỗ khác Ba Lệ rồi á. Nó vừa ăn chỗ khác thì nó đậm đà, mà chỗ này á, kể cái pate nó làm, kể có nhiều người già đó đi vô cái Mr. Baguette á, thì nó làm, nó không có làm mặn, nó làm vừa ăn thôi, không có đậm đà, nó làm nhẹ. Hình như mấy người mà lớn tuổi á, lại Mr. Baguette này ăn á, thì nó không có bệnh, không sợ bệnh, có lý hơn. Nó béo, pate béo lắm, ngon thật là ngon mọi người.
ăn vô buồn ngủ á, mà ngon á. Ngon quá mọi người. Trời nóng mà mình uống nước đá mà nó nước đá lạnh á, có đá nó mát đã lắm. Nhưng mà uống nước nóng, uống nước cà phê nhiều quá mùa nóng á, trời ơi cắt chết luôn á, đứng tim á. Nên bỏ ớt vô nữa, còn nước ổ mọi người, người à, ăn chung với mình ha. Hy vọng mọi người thích cái video này ha. Cái này là cái đời của mình đó mọi người. Thì mình làm YouTube, mình làm video thâu cho nó vui đó. Thì cái đời mình khổ quá. Đời mình không có sung sướng, mình không có giàu mọi người. Mình nghèo lắm. Không có khoe nha mọi người, mình có cái đâu nói đó nha. Mọi người đừng có buồn mình ha. Nếu mà có cái gì nói sai thì mọi người tha lỗi mình ha. Xin lỗi mọi người ha. Còn nửa ổ đó mọi người. Nửa ổ nè, bánh mì nè ha. Ồ, bánh mì nè ha. Thịt nhiều, bánh thịt nhiều nè ha. Ồ, thấy không? Thịt nhiều nó giòn. Bánh mì là Mr. Baguette á. Cheers mọi người. Cái thịt á, cái chả ngon quá, cái ham ngon quá. Ăn vô mê. Đậu chua á, cà rốt thì nóng có chua, nóng như hàng bánh mì ba lẻ. Mà chỗ này á thì nó có cà rốt nóng có chua, mà cái ham của nó có găng. Rồi cái chả nó ngon, ba tê nó béo. Ngon quá, ăn hơn nửa ở rồi, hết đói à. Ngon quá, ăn vô buồn ngủ quá. Cái này dễ ăn, nó giòn, cái ba tê nhờ cái ba tê nó béo quá, ngon. Ngon mọi người. Ở Cali á, ở Cali với ở dưới đây á, ở dưới Lốt á, bánh mì Mr. Baguette này ngon nhất ở dưới Lốt này nè. Ngon, mọi người ăn chung với mình ha. Không biết sao á,
uống bỏ bơ, bỏ ba tê á, mà mình ăn cái này mấy chục năm rồi nha, không thấy béo, không thấy ớn. Mình ăn bánh mì không thấy ớn mọi người ơi. Mình ăn đồ khác là thấy ớn, mà mình ăn này không thấy ớn, không biết là làm sao á. Chắc hồi nhỏ tới lớn ăn bánh mì quen rồi. Vậy ba mình hồi xưa, ba cha con à, có anh mình, anh ruột, rồi với mình hồi nhỏ bên Mỹ, rồi với ba mình có ba cha con à, ba anh trai à, ở bên Mỹ, qua Mỹ là 1976, lúc đó mình có 6 tuổi à, cái 76 giờ đúng rồi, lúc đó có 6 tuổi à mọi người, qua đây lâu lắm rồi. Ừ. Anh hỏi rồi. Một ổ bánh mì này không biết giờ 7 đồng mấy, không biết có đáng nữa. Ở đây nó cũng hơi mắc, kệ cali gì cũng là tinh tế xuống. Tinh tế xuống với nhiều người thất nghiệp lắm. Kiếm không đủ sống á. Hay mình có cái business on the side á, mình chút kiếm chút đỉnh, mình bán bảo hiểm ăn thọ đó on the side, thì hơn cái công ty này là hay nhất ở thế giới, ấy hay nhất ở nước Mỹ á, không phải thế giới nha, xin lỗi nha, hay nhất ở nước Mỹ, công ty National Life Group á là hay nhất ở nước Mỹ, không có bảo hiểm nào, bảo hiểm ăn thọ nào và bằng mình cái policy hết đó mọi người. Mình tiền lời mình cao nè, rồi với nếu mà tinh tế rớt hoặc là real estate hoặc là stock rớt á, cái bảo hiểm ăn thọ mình không có rớt một đồng nào, không có một cent nào hết đó, nó đi thẳng. Khi nào mà tinh tế lên thì nó đi lên, tinh tế rớt xuống là đi thẳng, không có lỗ một cent nào hết. Bởi vậy cái Việt Nam mình á thì mua bảo hiểm National Life Group nhiều nhất. Bây giờ MetLife hết có ngon rồi. Kệ MetLife chỉ bán hai thứ à, Whole Life với Term. Mà cái New York Life á nó không có living benefit, là cũng như là mọi người phải chết nó bị đền. Mà mình á, công ty mình National Life Group á, không chết cũng bị đền. Ồ, nó hay gì mà rút tiền ra được nữa. Rồi có tiền già sống nữa, là cái tiền lời bây giờ là 5 chấm tới 9 chấm á mọi người. Nếu mà con mọi người mà có câu hỏi gì đó gọi mình 626-988-3785, mình chia sẻ cho mọi người nghe. Nếu mà mọi người Việt Nam mình á, mà bên Mỹ á, tất cả bất cứ bên Mỹ nào, tử bang khác cũng được, nếu mà có policy rồi á, có policy công ty khác á, nếu mà muốn hỏi mình câu hỏi là công ty mình sao rồi có tiền lời cao để ăn tiền không, để kiếm tiền không, thì gọi mình đi 626-988-3785, mình lên Zoom, mình hẹn lên Zoom, rồi mình sẽ show cái laptop, mình để lên cái laptop và mọi người thấy cái National Life Group á, là số 1 ở bên Mỹ, không ai thắng mình hết, không chết cũng bị đền. Cái living benefit mình á là 100%. Cái công ty khác á, nhiều công ty nó không có, nhiều công ty nó có, mà nó nếu mà nó có thì nó có 93% à, mình 100% đó. Thì nếu mà mọi người không tin á, nếu mà mọi người Việt Nam á, thì gọi mình đi, mình sẽ proof cho mọi người cái bảo hiểm ăn thọ của mình là National Life là số 1 ở bên Mỹ, cũng như một ổ bánh mì nè. Bánh mì nào, cái tiệm nào là ngon nhất ở nước Mỹ đó, thì Mr. Baguette này là ngon nhất ở nước Mỹ nè, thấy không? Thì đó, cái đó example cho mọi người biết là cái bảo hiểm mình 175 năm rồi. Một cái công ty á, 175 năm, National Life Group 175 năm rồi. New York Life là 176. Thì New York Life chỉ có hai cái policy, chết phải bị đền, mình là không chết cũng bị đền. Đó, nó hay gì đó nha. Nếu mà mọi người có policy á, làm ơn gọi
Andy đi, rồi mình sẽ chia sẻ, mình lên Zoom là mình nói cái policy của mọi người tốt là không, mình cho mọi người biết upfront luôn, biết trước luôn, nếu mà tốt thì nói tốt, nếu mà không tốt thì nói không tốt, cái policy của mọi người vậy nha. Thì ở bên đời sống ở bên Mỹ này ai cũng phải có bảo hiểm, nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì cái bảo hiểm nó bảo vệ mình với gia đình mình. Ok, thì làm ơn mọi người gọi Andy đi ha, mình sẽ giúp mọi người cho. Ok, đừng có mắc cỡ là mình có cái policy rồi mình không muốn đổi, kệ, phiền phức quá, đừng bao giờ tính vậy mọi người. Nếu mà mọi người mỗi tháng mà trả mấy trăm á, làm ơn shop đi, look for the best policy ở bên nước Mỹ. Ok, nếu mà mình biết là mọi người có cái policy mà mọi người không có biết cái policy của mọi người sao, ở trong nó có cái xấu, ở trong nó không có cái tốt, thì mình coi cái policy á, mình mọi người lên, mình lên cái Zoom rồi mình mà mọi người cho cái công ty của mọi người mua ở đâu thì mình order cái policy của mọi người được, rồi mình coi, mình lấy cái policy của mọi người compare với national life của mình. Nếu mà mình là số 1 bên Mỹ á, mà cái bảo hiểm của mình là ngon nhất á, không chết có mấy đời á, mình muốn mọi người gọi Andy để mình upgrade cho mọi người, cho không cần tiền, roll over không cần tiền. Ok, nhớ nha mọi người, ủng hộ mình ha, tin tưởng mình đi. Ok, cảm ơn mọi người, ăn tiếp. Nó giòn. Ăn này cũng có lý á. Nhiều Việt Nam mình về Việt Nam chơi ha, sướng không? Mấy người mà có bên gia đình ở bên Việt Nam á, hoặc là anh em bà con gì á, còn Việt Nam mà ở bên Mỹ này cũng còn gia đình á, mấy người bên Mỹ về Việt Nam chơi có lý á, sướng, nhớ quê hương á. Việt Nam là cái quê hương của mình. Nếu mà Andy mà còn ở gia đình ở Việt Nam hoặc là bà con Việt Nam á, Andy sẽ đi một chuyến về Việt Nam, kể bây giờ không có ai bên đó hết, qua Mỹ lâu hết rồi. Má của Andy với 11 người chỉ qua Mỹ 1993 rồi, 92 chứ, hèn chi không có ai bên Việt Nam hết. Ở bên tàu thì ở bên Trung Quốc thì có, đảo Hải Nam á có bà con. Em đi người qua người Hải Nam, mà em đi sống chung Việt Nam mình nhiều hơn, ít sống với người qua. Người tiếng Việt của mình á, mình nói được, mình không biết chữ Việt Nam, nhớ nha, mình không biết chữ Việt Nam, mình không biết đọc. Vậy mỗi lần mà mình làm tiếng Việt á, mình phải dịch từ điển ở Google á, mình dịch Google đổi tiếng Anh dịch qua tiếng Việt, rồi mình viết chữ Anh á ở trong Google á để dịch ra chữ Việt, thì mình bấm mình copy and paste để lên YouTube là chữ Việt, chứ mình không biết chữ Việt. Mình biết nói thường thôi được, chứ mà mấy cái chữ mà nói khó quá mình không có hiểu. Thông cảm ha mọi người ha. Mai thứ tư đi họp bảo hiểm á, bảo hiểm An Thọ, mỗi thứ tư với mỗi thứ bảy.
công ty mình là nguyên một nước Mỹ luôn. Hồi trước thường mình bay qua Texas với mình bay qua Seattle nhiều lắm, với Florida. Hồi trước mình bay qua Florida nhiều lắm. Mình có business bên đó mà mình có office nhiều lắm, nguyên một nước Mỹ luôn. Florida thì cũng có Việt Nam, cũng có ở trong cái công ty mình đó, Việt Nam nhiều, thành công, Việt Nam mình kiếm nhiều tiền lắm. Cũng như Serena, một năm đi giờ là hơn 1 triệu đồng á, một năm á. Serena ở bên Seattle á, Washington, Seattle á. Rồi ở bên Florida thì cũng có Việt Nam, thì với Texas thì mấy cô mà Việt Nam mà trẻ tuổi ở bên Texas với Florida á, một năm người ta kiếm hơn 500 ngàn á mọi người. Việt Nam mình á có 3 năm mà 500 ngàn á, hơn á. Cái làm ăn của mình á thì không có cái bằng, không cần cái bằng đại học hoặc là cái gì đó. Chỉ mình chịu học, mình chịu nghe. Mình vô đó mình nghe người ta giảng. Cỡ một tháng sau á thì mình hiểu hết, mình có thể làm manager, là mình có thể bán, hoặc là mình có thể giới thiệu Việt Nam mình. Mấy cô mà có việc làm rồi á thì muốn kiếm thêm cháo á, hoặc là muốn kiếm thêm tương lai, không cần làm công nữa. Để cái này là cái business mà không phải là làm công, thì cái này cái business nó quan trọng hơn, cũng như nó lịch sự hơn. Không có ai là chủ mình nữa đó. Không có ai mà kêu mình làm này, không có ai làm, không có ai vậy. Kể cái trong cái business á, ai cũng professional hết, thì ai cũng đàng hoàng hết, lịch sự. Người ta kiếm người ta cái này business có thể kiếm hơn nhiều tiền hơn mấy cái job 9 giờ tới 5 giờ á. Trời ơi, làm công á, chữ lên chữ xuống, nói thiệt. Mà không có mà chỉ paycheck to paycheck á, cũng như là lãnh lương mỗi tháng thì đủ sống thôi, chứ đâu có gì đâu. Mà mình không muốn cái ngõ đó nữa. Mình muốn sau này mình muốn passive income, cũng như là lương nguyên một đời luôn á. Thì bây giờ mình cũng lương mình cũng cao, thì ở trong cái này là cái business mà lương mình cũng cao. Hèn chi sau này mình mấy năm nữa mình muốn 1 triệu một năm, thì mình ở nhà. Nếu mà mình có cái team ở thế giới, nước Mỹ, thì mình không đâu cần làm, mình ngồi ở nhà cũng có cũng tiền vô ào ào thì sướng hơn không. Mà cái này thì cái business này thì nó thoải mái hơn, nó không có bị người ta la, không có chữ thề, không có cái gì hết, thì nó professional, thì mình kiếm nhiều tiền hơn mấy cái làm công. Mấy cái 9 giờ tới 5 giờ làm công á không có ra cái gì mọi người, chỉ kiếm sống qua ngày thôi à. Mà cái này thì kiếm mình, nếu mà mình chịu nghe, mình chịu học á, thì mình kiếm tiền nhiều. Tiếng Mỹ nó kêu coachable á, coachable có nhiều, có cần có chịu nghe, có chịu học không, thấy không? Thì nếu mà mọi người mà muốn kiếm cũng như là cái đầu óc mà muốn kiếm lương cao á, rồi lương nguyên một đời luôn á, thì mọi người có thể gọi Andy đi, Andy chia sẻ cho ha. Ok, cảm ơn mọi người ha. Nó giòn, nó ngon quá. Uống nước vừa à. Cái ăn nè, ăn cơm mì. Đá lạnh, đã quá. Còn cái video này cũng dài mọi người ơi. Mình mới ăn một món mình no rồi. Bây giờ chắc mình đi thay đồ để mình tắm rửa nữa, rồi cho nó mát, rồi cho mình nghỉ ngơi chút, nằm ngủ chút, rồi đang mệt á. Ok mọi người,
Thì hy vọng cảm ơn mọi người coi cái video clip này ha. Thì mình cúp rồi, mọi người ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ là subscribe nha, cho mình có một điểm bữa nay nha. Rồi share cái video mình cho bạn của mọi người coi với bà con hay là anh em nào coi cho nó vui chút, nó hỏi buồn. Cái okay, mình làm cái này mình cũng vui, mình nó làm cái này mình nó có tiền đâu, thì mình cái này cái đời của mình á, mình có đâu mình nói vậy, mình không có nói láo, mình không có nói xạo, thì có đâu nói vậy. Ok, nghèo thì nói nghèo, giàu thì nói giàu, mà mình không có giàu. Ok, mình nghèo thì thấy mọi người không, mình ở đây mình đâu có máy lạnh đâu, nóng muốn chết luôn đó. Mình muốn dọn, mình ở đây 7 năm rồi, cái nhà 7-8 năm rồi á. Cái condo này cũ quá cho mọi người ơi, mà Cali thì nó mắc lắm, mua không có nổi. Nếu mà mua cái nhà là 1 triệu mấy, đâu có tiền mua đâu, thấy không? Mọi người thông cảm ha, cái này không phải là mình khoe, mình lố cá nha mọi người. Cái này cái đời của mình không có cái gì trên đời này hết á. Bây giờ mình mất hết rồi, bây giờ mình mất nhà hết rồi, mình mà trước mình có 3 căn mà bây giờ không có 1 căn nào hết. Thì cái đời, cái chợ người ta nói á, trên đời này á, đừng có hại người, đừng có hại người, đừng có lấy tiền của người ta, đừng ăn cắp tiền của người ta, có đâu xài đó. Mình giúp được người, mình không giúp được đừng có nói đó. Mình kệ, mình không có tiền, chứ nếu mình có tiền là mình mua nhà liền à, mua nhà mới liền à, mua cái gì cũng mua đó, mình có kẹo đâu. Mà kệ, mình không có giàu, mình đi làm hai ba thứ luôn. Mình bán bảo hiểm, rồi với mình bán xe, rồi mình làm YouTube. Thì YouTube không có tiền, thấy không? YouTube chưa có tiền thì xin lỗi mọi người ha, nói đừng có buồn nha. Mình nếu mà nói gì sai mọi người thông cảm mình ha, xin lỗi ha, đừng có buồn mình nha, đừng có trách mình nha. Ok mọi người, hy vọng mọi người bữa nay mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ ha. Take care ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người coi cái video này ha. Mình là Andy. Cảm ơn ha. Bye bye. Bye bye mọi người. I love you. Bye bye.